Xin chào cả nhà. Hôm trước mẹ Kem có chia sẻ với cả nhà mình về món cháo yến cha em, yến Việt Net IQ. Rất là nhiều mẹ có vẻ rất là hứng thú với lại món cháo này. Và inbox cho mẹ Kem để hỏi thêm về cái món cháo, cách thực hiện nè, rồi mua ở đâu nè. Hôm nay mẹ Kem quyết định là sẽ làm clip review này để giới thiệu với các mẹ kỹ hơn về sản phẩm này nha. Món cháo được bổ sung thêm tổ yến thiên nhiên và các dưỡng chất giống như là omega 3, rồi DHA, canxi để tăng chiều cao nữa. Cách thực hiện rất là đơn giản. Đầu tiên mình sẽ cắt gói cháo ra và cho vào tô. Chỉ với giá 10.000 đồng là một gói thôi nha các mẹ. Sẵn luôn chia sẻ với các mẹ là đang có chương trình mua 10 tặng 1. Các bạn sẽ được tặng thêm một gói cháo như thế này ạ. Sau khi xem clip xong, các mẹ hãy mua gói cháo này cho con mình dùng thử nha.